Chào các bạn, hôm nay tôi sẽ hướng dẫn cho các bạn cách sửa chiếc máy lọc nước R.O. Smith lỗi là 4 cái đèn phía trước, là 4 cái đèn phía trước, đèn cấp nước, đèn R.O., đèn báo đầy đều nhấp nháy và báo tít 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 tít. Nguyên nhân của cái hiện tượng này là do cái cục cảm biến ở phía trong bị ẩm do thời tiết lồm hoặc là do bị rỉ sét, nên là nó sẽ nhận biết và nó sẽ báo cho cái vấn đề nó xảy ra. Việc của chúng ta là phải tháo chiếc máy này ra và lau cho những cảm biến đấy nó khô, vậy là xong. Dụng cụ chúng ta cần chỉ là một cái tuốc tua vít dài 4 cạnh như này. Đầu tiên thì chúng ta nên ngắt nguồn điện, cắt nguồn điện phía sau máy, rút nguồn điện ra để làm cho an toàn và khóa lại van nước. Tiếp theo, ở phía hai bên hông chúng ta hãy nhìn có chiếc oven, chúng ta hãy kéo về cái phía hai bên hông, là kéo về phía oven và thẳng cái máy này, cái vỏ lắp này về phía trước, đặt ra một bên. Tiếp theo là chúng ta sẽ cần phải tháo cái đèn báo vỏ đỏ ở đây ra để dễ dàng cho việc xử lý cái chip ở phía dưới đáy cái thùng này ở phía trước. Nào, chúng ta hãy bắt đầu. Chúng ta cũng có thể ấn cái nút reset này để cho máy có thể khôi phục lại cái cài đặt ban đầu. Chúng ta ấn vào rồi bỏ tay ra, ấn vào lại bỏ tay ra để nó reset từng cái hạng mục một. Bạn tháo hai cái ốc ở cái đèn cảm biến phía trước ra, đèn báo phía trước ra, để nó sang một góc. Việc tiếp theo bạn sẽ sấy ở trong đây sẽ có một cảm biến. Đây sẽ là cái cảm biến. Cái cảm biến này sẽ bị ẩm và nó sẽ báo tít tít và bốn cái đèn phía trước sẽ nhấp nháy. Do nguyên nhân là cái cảm biến này nó bị ẩm hoặc là nước bên ngoài chảy vào sau thời gian lồm, hoặc là bạn làm hở nước hoặc van nước nó chảy ra đây. Việc của chúng ta bây giờ là tháo cái cảm biến này ra để lau cho nó khô và lau ở cái đế ở dưới mặt đáy này cho nó khô. Để tháo cái cảm biến này ra thì các bạn chỉ tháo dùng cái tô vít dài và tháo lỏng hai cái đầu ốc vít này ra. Chúng ta tuyệt đối không tháo rời cái ốc này ra, bởi vì khi lắp lại rất là khó. Chúng ta chỉ cần tháo lỏng cái hai cái ốc này để làm sao rút được cái cảm biến này ra. Rồi, tôi đã tháo hai cái đầu này ra khoảng 4 vòng. Sau đó chúng ta dùng tay và cái tô vít này để khều cái dây này ra và lôi cái cục này ra. Rút ra chúng ta dùng cái nào rút ra nhẹ nhàng, kiểu đứt dây, chúng ta tránh làm mạnh quá. Đây, chúng ta đã rút được ra rất là nhẹ nhàng. Bình thường thì cái chân ở đây nó sẽ có 3 cái lúm chân, là có 6 chân, nó sẽ bị ướt và nước nó sẽ cảm cái cảm biến này nó sẽ nhận được cái hơi nước ẩm, nó sẽ làm cho cái máy nó kêu tít tít. Việc của chúng ta là trước khi tháo ra chúng ta hãy ngắt mạch điện. Chúng ta hãy ngắt mạch điện và tháo. Đây có một cái lẫy, chúng ta có thể tháo cái lẫy này ra. Chúng ta dùng, đây có 6 cái chân, thường nó sẽ lướt hoặc là có cái gì sét. Chúng ta dùng giấy khô rồi ăn, chúng ta hãy lau tất cả những cái chân này và cái mạch cảm biến này để sau nó khi nó khô. Sau khi lau khô ở đây, chúng ta sẽ đậy cái lắp này lại. Và cái lắp này chúng ta sẽ nhìn thấy ở đây, chúng ta có thể biết chiều, đây có một cái lỗ nhỏ nhỏ. Có cái lỗ nhỏ của cái lắp đây ạ. Đó, chúng ta có thể nhìn cái lỗ tròn của cái lắp, chính là cái chỗ này đây ạ. Chúng ta hãy đặt cái lỗ tròn đấy vào cái khe đây. Đây nó có một cái mấu tròn nhỏ nhỏ. Theo đúng hướng đó và đậy lại. Rồi, như này là đã xong. Để cẩn thận hơn, chúng ta có thể lấy cái mẩu giấy khô đó quận tròn vào tô vít, quận tròn vào đầu tô vít. Sau đó chúng ta làm khô lại cái chỗ đặt cái mạch cảm ứng, để cho trường hợp bị ướt còn đọng lại thì chúng ta lau cho nó khô lốt. Sau khi xong rồi, chúng ta hãy đặt lại cái vị trí cảm biến vào đúng cái vị trí cũ ban đầu và vặn lại. Chúng ta vẫn dùng cái tuốc tua vít dài để đẩy cái cục cảm biến này vào đúng hai cái khe của nó. Việc đẩy vào có thể hơi khó một chút,
vì chúng ta chưa tháo cái lẫy ra kia ra. Nhưng ngược lại thì là việc đấy của chúng ta sẽ dễ dàng hơn khi mà vặn ốc, vì cái này cái, nếu không chúng ta sẽ phải tháo tất cả các cục kia ra, cái cục nước và những cái góc bên cạnh ra, rất là mất nhiều thời gian hơn là chúng ta làm như này. Đây, bây giờ đã vào đúng cái vị trí cũ. Việc cuối cùng là chúng ta chỉ cần vặn lại cái ốc vít ban đầu, nó chặt lại. Chúng ta vặn lại hai bên. Sau khi đã nối lại mặt cảm biến thì chúng ta hãy đấu nguồn điện lại. Cắm vào nguồn điện đây. Chúng ta hãy cắm vào. Lúc này chúng ta hãy kiểm tra cái mạch điện. Đèn sẽ sáng và nhấp nháy. Và chúng ta nhớ mở lại nguồn nước. Bây giờ thì máy đã hoạt động bình thường, không còn cái tín hiệu nhấp nháy hoặc tiếng kêu tít tít nữa. Như vậy là máy đã sửa xong. Chúng ta chỉ cần nắp lại. Đó, chúng ta đã thấy đèn guốc, đèn báo hiệu là máy đã làm việc bình thường. Rồi bây giờ chúng ta tiến hành nắp lại như cũ.